Chào cả nhà, chào cả nhà, một ngày mới nha cả nhà. Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe cả nhà. Bữa nay mình không có đi câu, đi chạy hết á, mình ở nhà mình làm đồ ăn, để mình mở vấn đề cho mình, con gái mình nó mở vấn đề cho mình. Mình đang làm đồ xào cơm á cả nhà, mình làm xào cơm chiên trân châu nè. Bây giờ mình sẽ ốp cơm. Ốp tre đồ mình vô đặng mình chiên cơm á cả nhà. Bắp, cải rốt, đậu, trái đậu, trái đậu, cải rốt, bắp để mình làm cơm chiên chân châu. Rồi đó mình xào với lạc xưởng nè cả nhà, lạc xưởng, trứng gà, cái này củ hành mình xào cho thơm, mà đang mình bỏ cơm mình xào. Cái này là hành lá, bây giờ mình trộn cái này, đang mình ướp hạt nêm đều vô. Chiên cơm trân châu này cả nhà, hạt nêm, ướp hạt nêm, ướp vô sẵn vậy, lát mình bỏ vô chảo mình xào hả cả nhà. Miếng đường, miếng tiêu, ướp sẵn mình bỏ vô chảo mình xào, mình xào lạc xưởng chín cái mình bỏ cơm vô. Xào cơm trân châu phải có tôm nữa, mà cháu của mình nó không ăn tôm, xào cơm. Cháu nội cháu ngoại gì nó cũng không ăn tôm, bỏ vô cơm hết. Mình bỏ cho đậu vô, mình trộn cái bỏ hạt nêm vô, chưởng chín rồi bác mình bỏ sau. Bỏ đường, muỗng nhỏ, muỗng này nhỏ xíu cả nhà, chứ không phải muỗng ăn cơm của mình nha. Mình xài muỗng múc đồ ăn cũng nhỏ xíu à. Đó, mình trộn đều lên vậy ăn, lát mình xào vét cái thau cơm để bỏ muỗng. Bỏ thêm miếng nước tương vô nữa, có nước tương nó thơm. Bỏ nước thơm, nước tương lên cái vô cái nó dậy cái mùi nước tương lên ngon. Rồi đó, chút mình xào. Rồi mình xào cơm cả nhà. Giờ mình bỏ củ hành vô. Cho nó thơm củ hành rồi bỏ lạc xưởng. Cơm mình xúc vô tô, mình đổ vô cho nó ăn gọn. Để cho nó đổ tháo tùm lum ra ngoài. Cái phần này nó cũng thơm mà nó cả nhà. Giờ mình đã lọc xưởng vô. Mình xào.
Sữa nó cũng tôm rồi, mình nấu cơm vô. Chảo có cái khai tôm này á. Cái ngoại hả, rất là ngoại. Rửa nhiều quá không? Mình sợ cái này cho nó ấy nhà nhà tới nha, cái mình nước cho ăn tô cho con dâu mình không ăn chín được. Con nó bị dị ứng trứng, con bú mẹ không được ăn trứng. Mình nêm nếm vừa ăn xong hết rồi đó cả nhà. Nước nó cũng kỹ ăn lắm, nhà nó không ăn thành sống mà nó phải chín. Mình đổ tô qua cho dâu mình, cái mình đổ trứng vô. Dâu nó không ăn trứng được. Này, đổ trứng gà vô. Cho nó bồi rồi cơm ra nó không có dính cục được nên nó mới ngon nha cả nhà. Rồi cơm mình làm xong rồi. Rồi giờ tới mình xúc sụp này cả nhà. Xúc ở khô. Cho nó khô. Tỏi, tiêu, này hạt nêm nha cả nhà, hạt nêm, hạt nêm chicken flavor, đường ít thôi nè, đường nhiều quá nó cháy. Dầu hào, hạt nêm, chicken flavor, một con ít à. Chút xíu muối. Thịt heo mình ướp rồi, tới mình ướp thịt gà. Bỏ chút muối. Bỏ tiêu. Chút xíu đường. Muỗng này muỗng nhỏ xíu à, chứ không phải muỗng ăn canh của mình. Là hạt nêm chicken flavor. Cái chicken này nó có cái mặn, cái độ mặn sẵn hả. Chút xíu bột ngọt. Còn thịt bò với thịt kia ướp sả ớt ha. Để
thêm nước tương cả nhà, tương cho nó thơm. Cánh gà là rửa muối sạch sẽ, cánh gà thịt cũng rửa muối, về mình mua về mình phải rửa muối lại ăn nó không bị hôi. Rồi ăn món này xong rồi, bây giờ mình ướp cái này thịt lem. Lem này nó lem nó mắc lắm rồi. Ướp dừa dừa thôi, không cho mặn. Lên mình không ướp đường. Lên mình ướp ớt với muối với sả. Bỏ ớt vô sợ cháo nó ăn không được, con nít nó ăn không được. Tiêu bỏ vô, nào chừng nào ăn mình chấm ớt đi, mình bỏ ớt vô cho nít nó ăn không được, bị cay. Sả với tỏi, tỏi khô. Tỏi khô thơm quá. Còn nem nướng, chả giò nữa. Chả giò cuốn rồi, giờ mình nhồi làm cái này rồi cái mình nhồi nem nướng. Lem á, giờ tới bò. Nhiều món lắm cả nhà. Bò mình cũng ướp sả ớt luôn. Bò gì nó sắc anh dày mò. Đó, ướp sẵn vậy đó cả nhà. Mình bao lại, mình lấy giấy bạc mình bao lại cho mình để tủ lạnh. Đây nè cả nhà ơi, con cháu mình nó ăn nè cả nhà. Bách nó mở bát đề cho mình đó. Chắc dầu cho nội trai. Dad did die trying last time. What? Anh xui. Bây giờ điện thoại của mình nè. Cho nội cho mẹ. Gái, gái Úc mình. Gái Úc mình. Nó theo nội mình á, nó ăn trai mình. Đang nướng thịt đó cả nhà. Thịt mình nướng hôm qua bữa nay nhà con mình nó nướng nè. À, đang nướng rồi đó. Xúc xích. Xích cả nhà, cánh gà treo rồi. Đó là con trai của mình á. Cơm xì dầu cả nhà, cái này phải thờ cả gót rồi nó làm lỗi xài với cá khô mình xào cơm xào để Mom and Justin.
so excited. Go. Make a wish. Go. Blow it, blow it, blow it, candle. More. Yes, more. I can make it. I love it. All right, put my nose now. Mấy lượng vàng đây phải không? Justin, cut the cake. Wow, cái gì đây? Cái máy của Thank you, love. Yeah, I get it. Đó, chưa qua trước đây chắc. Look at. Wow, cái gì đây? Pizza. Pizza. Gì đây? Massage. Con gái các bạn đây cả nhà. Do another one for Justin. I can't play. Wow, cái máy quét nhà. Bye bye cả nhà. Okay. Cả nhà đi chào cả nhà. Justin, happy birthday. Oh, there we go. Oh, we can't. Thank you.